tiểu sử Đức Hải, từ siêu mẫu được săn đón đến nam chính phim Trai Nhảy và độc thân tuổi U50. Đức Hải được biết đến là một siêu mẫu đắt giá và khi rẽ hướng sang đóng phim, anh cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Vũ Đức Hải là một nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt và được nhiều khán giả yêu mến. Không chỉ thành công ở lĩnh vực người mẫu, khi lấn sân sang đóng phim, anh cũng để lại khá nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Đức Hải được xem là một trong những siêu mẫu gạo cội của làng giải trí Việt. Năm 1994, anh từng đoạt giải Á Vương trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á. Từng là siêu mẫu nắm trong tay bản hợp đồng độc quyền 10 năm với tập đoàn thời trang quốc tế Milano. Công việc tưởng chừng như trong mơ của bất kỳ người mẫu Việt Nam nào, nhưng Đức Hải đã bất ngờ rẽ ngang điện ảnh với vai nam chính trong bộ phim Trai Nhảy của Lê Hoàng, một cánh cửa mới mang lại cho anh một số phần khác. Có ai đã từng nói rằng siêu mẫu Đức Hải khẳng khái từ chối những mức cát xê hậu hĩnh cho vai trò một nhà quản lý, một siêu mẫu để cầm chuyên mình với nghiệp diễn? Cũng đúng thôi, khi nhìn lại từ nhân vật mà anh đã đi qua trong những ngày sống với phim trường, mới thấy có lẽ Đức Hải đã dành trọn trái tim mình cho nghệ thuật thứ bảy. Những lần xuất hiện hiếm hoi trên phim ảnh, Đức Hải vẫn luôn nhìn nhận một thực tế rằng có lúc đạo diễn mời anh vào phim vì anh có thân hình đẹp của một người mẫu, đủ sức thu hút cho phòng vé. Bằng chứng là Trai Nhảy của Lê Hoàng thực hiện năm 2004 cho thấy chính Đức Hải đã tạo nên hiệu ứng không nhỏ về cảnh người đàn ông hấp dẫn trên phim Việt như thế nào. Đức Hải đã sớm thành công với nghề người mẫu, hàng loạt các giải thưởng đến sớm với anh. Khi mà người mẫu ở giai đoạn ấy chưa được coi là một nghề, anh từng là Á Vương cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á vào năm 1994 và là người mẫu hợp đồng 10 năm độc quyền với Milano Italia Việt Nam 1994-2004. Sự nghiệp rực rỡ ấy vẫn không làm dừng bước Đức Hải đến với phim ảnh. Và cũng ở giai đoạn đỉnh điểm của sự nghiệp người mẫu, anh đã nắm bắt cơ hội phim ảnh của mình từ Trai Nhảy. Và cũng bắt đầu từ đây, quan niệm làm phim nghiêm túc đã được anh theo đuổi trong rất nhiều tác phẩm. Và nó gần như thay đổi diện mạo Đức Hải trong làng giải trí. Có thời gian trở lại với thế giới thời trang, Đức Hải cũng đã được mời ở vai trò người sáng tạo, giám khảo nhiều hơn. Giám khảo siêu mẫu 2008, giám khảo Model Awards 2008, giám khảo Vietnam Next Top Model mùa đầu tiên ở Việt Nam năm 2010, giám khảo Hoa khôi sinh viên 2012, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014. Tuy nhiên, phim ảnh vẫn là điểm son đáng nhớ nhất dành cho Đức Hải. Thành công khi làm diễn viên. Chạm ngõ phim trường bằng một vai diễn nhạy cảm, đại gia đồng tính trong Trai Nhảy. Duyên màn ảnh của siêu mẫu Đức Hải đang mặn nồng khi liên tiếp tham gia các phim truyền hình Tôi Là Ngôi Sao, Cha Dượng, Sắc Đẹp Và Danh Vọng, Câu Chuyện Cuối Mùa Thu. Trong tác phẩm mới Cá Cược Cuộc Đời, anh đóng vai Hoài Lê, một doanh nhân Việt Kiều có tính cách cương trực, thông minh, quyết đoán, luôn bình tĩnh để xử lý mọi việc. Đang sinh sống cùng vợ và hai con ở Canada thì nhận được tin cha mình, tổng giám đốc của Sena Bank, bệnh nặng, không qua khỏi. Hoài Lê tức tốc trở về nước. Bên cạnh việc thăm cha, chuyến trở về của anh còn gánh thêm một trọng trách lớn, bảo vệ và cứu Sena Bank, tâm huyết của gia đình, khi một cổ đông lớn là ông Trần Hùng cấu kết với Minh Việt, em rể của Hoài Lê, đang tích cực lật đổ chiếc ghế tổng giám đốc, thôn tính ngân hàng. Cuộc chiến một mất một còn của Hoài Lê không được sự ủng hộ của vợ, anh phải chấp nhận các cược cả cuộc đời, cả sự nghiệp của mình để giành lại ngân hàng của cha. Không có những mối tình lãng mạn, không có những cảnh vũ trường, quán bar ồn ào, nhưng cá cược cuộc đời đầy ấp hiện thực của cuộc chiến thương trường mà cụ thể trong phim là việc kinh doanh ngành tài chính. So với những vai trước đây, Hoài Lê là một thử thách của chàng người mẫu Đức Hải. Đóng chung với Đức Hải là người mẫu diễn viên thân Thúy Hà, vai vĩ dạ vợ Hoài Lê, Lebella vai trà, một cộng sự trong cuộc chiến của Hoài Lê với Trần Hùng, người nắm các hồ sơ bí mật của ngân hàng, Nguyệt Ánh vai Hoài Hương, em gái Hoài Lê, Trương Thịnh vai Minh Việt, người em rể đầy tham vọng của Hoài Lê, nghệ sĩ Hùng Minh vai Trần Hùng. Đặc biệt, bộ phim Cá Cược Cuộc Đời giới thiệu sự trở lại của nữ diễn viên Đoàn Mai Phương,
một gương mặt nổi tiếng trên sân khấu và màn ảnh những năm 80 của thế kỷ trước. Đoàn Mai Phương là con gái cưng của đạo diễn sân khấu Đoàn Bá, từng đảm nhận nhiều vai nữ chính trên sân khấu của đoàn kịch Bông Hồng, kịch truyền hình. Bên cạnh đó, chị còn tham gia các phim điện ảnh như Lầm Lỡ, Biển Bờ, Những Đứa Con Lạc Loài, Ngọn Lửa Thành Đồng, Ngỡ Ngàng, Hạnh Phúc Ở Quanh Đây, Cầu Rạch Chiếc, Con Dốc Tình Yêu, Con Thú Thật Nguyền, Người Tìm Vàng, Người Đàn Bà Bị Săn Đuổi, v.v. Sau khi kết hôn, Đoàn Mai Phương sang Pháp rồi định cư ở Mỹ. Dù đã nhiều năm xa vắng nhưng khán giả một thời vẫn nhớ đến Đoàn Mai Phương. Cô diễn viên có gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và mái tóc dài mượt mà. Vai Hoàng Phương, người phụ nữ trung niên bị Trần Hùng mê hoặc, âm thầm dẫn dụ bà ta vào vòng quay của mình, dùng bà là vật thế thân nếu những việc làm phi pháp của ông bị phát hiện trong phim Cá Cược Cuộc Đời, đánh dấu sự trở lại màn ảnh trong nước của Đoàn Mai Phương sau hơn 20 năm. Đã 22 năm trôi qua, lần này được về lại với khán giả, tôi rất hạnh phúc, nhất là được tham gia một bộ phim như vậy. Diễn viên Đức Hải nói về tính cách của cuộc đời mình. Nhiều người nói thế chứ không phải lần đầu tiên bạn thấy thế đâu. Từ trước tới giờ, bạn bè đến người trong gia đình đều nói lần đầu tiên nhìn mặt tôi là thấy khoảng cách rất xa. Có thể do gương mặt của tôi có nghiêm nghị quá khiến người ta cảm nhận mình khó gần. Thật sự tôi chỉ chia sẻ nụ cười cho những người rất thân hoặc bạn bè, chứ tự nhiên ra ngoài đường cười một cách vu vơ thì cái đó không phải là tính cách của tôi. Tôi thích quan sát người khác để hiểu họ trước khi tôi tiếp cận, rồi mới quyết định cởi mở hay lạnh lùng, giữ khoảng cách với người ta sau đó. Đời tư và cuộc sống hiện tại. Dù là siêu mẫu diễn viên nổi tiếng, nhưng đời tư của Đức Hải vô cùng kinh tiếng. Vì từng đóng phim đồng tính là thân thiết với Cindy Thái Tài, nên trước đây anh từng vướng tin đồn tình cảm với nữ nghệ sĩ chuyển giới này. Tuy nhiên khi xuất hiện trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, nam siêu mẫu đã lên tiếng đính chính vấn đề đó. Đức Hải cho biết ngay cả bản thân anh cũng từng nghi vấn rằng Cindy Thái Tài thầm thương trộm nhớ mình. Dẫu vậy, nhưng sau đó, nam diễn viên đã hiểu được Cindy Thái Tài quan tâm mình là vì muốn rèn luyện giúp anh chuyên nghiệp hơn trong công việc. Cho đến hiện tại, Đức Hải cũng không hề công khai bất kỳ mối tình nào. Vì vậy, khán giả vô cùng tò mò về chuyện tình ái của nam siêu mẫu. Nhiều năm trong showbiz, nhưng nam diễn viên trai nhảy vẫn sống kín tiếng. Anh thỉnh thoảng mới đăng tải một bức ảnh của bản thân lên trang cá nhân cùng những dòng trạng thái hài hước. Đức Hải vẫn luôn chăm chỉ đóng phim và theo đuổi đam mê nghề người mẫu của mình.